chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Vario 150 2.8, độ bánh cầm giúp cho xe smart ngầu hơn. Cái chiếc Vario 150 2.8 là phiên bản xe nhập khẩu từ Indo với nhiều đổi khác biệt hơn so với người đàn anh đời trước. Tuy nhiên, phiên bản lần này Honda ở nước bạn đem lại cho người dùng ở Đông Nam Á một mẫu xe là ngầu hơn, hàm hổ hơn, đậm chất nam tính hơn. Dù được cân nhắc rất nhiều về mặt thiết kế trước khi ra mắt, nhưng hầu hết không một cái chiếc xe nguyên bản nào làm hài lòng những người chơi xe đậu. Được sơn lại một cái tông màu là xanh đen nhìn cũng rất thể thao và phong cách, nhưng chủ xe chắc cũng rất đam mê phong cách xe từ bên Thái Lan nên đã chọn chiếc xe mình mang hơi hướng từ xứ chùa vàng tí xíu, khi trang bị cái niềng nhôm vành 17 inch giúp cho xe là cao hơn, to lớn hơn. Nhìn xuống trang chân trước, bắt gặp những góc ảnh quen thuộc, cái đĩa ngôi sao của cái chiếc Exciter 1/5 số được sơn lại cái lồng đĩa đen kết hợp cùng với heo dầu Rambo soi 2 bít xứng, có trước và ốc giữ heo dầu thương hiệu của Salaya đến từ Thái Lan. Nói thêm về con heo dầu Rambo ở trước thì cái dòng này chỉ dành cho những dòng xe dụng là heo dầu trước nên bên trái thôi, còn nếu lắp qua bên phải cái dòng chữ này sẽ bị quay ngược, chính vì thế là hơi kén người lựa chọn xe. Nói về tí xíu hệ thống treo của xe thì chủ nhân đang dùng là phục Colin bình dầu trời, nhà nằm ở dưới có mức giá khoảng là 6 triệu đồng. Khi đập hộp thấy được tặng thêm một cái lò xo đen cho chủ xe thay đổi tùy theo sở thích cá nhân. Ở bên dưới chân phụ còn có một cái núm chỉnh CNC cho phép chủ xe kiểm soát được cái độ đàn hồi và lực nhún nhảy của phụ khi đi một hoặc đi hai. Chiếc xe đang dùng là niềng nhôm cái vành bản là 17 inch, vậy khi vào xe cái phần bánh là khá lớn sẽ chạm đất khi đã chống đứng. Vấn đề này đã được cân nhắc và khắc phục một cách là nhẹ nhàng cho em nó thêm đẹp. Một phần là cho xe thêm cái chút an toàn khi đã chống đứng, mà lỡ vào hay là ngồi lên cũng rất là dễ ngã xe. Honda Vario trong bản độ nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Trong phân khúc 150cc hiện nay thì cái chiếc Vario là một chiếc xe tay ga gần như được ưa chuộng nhất ở Việt Nam. Mang thiết kế là nhỏ gọn nhưng đậm chất hào, và những đường nét thiết kế đều có cạnh tính từng chi tiết nhỏ nên chiếc xế bên cạnh là có động cơ mạnh mẽ 150 khối. Hiện nay nhiều dân chơi xe đã cho đời nhiều phiên bản độ chế được theo phong cách từ mỗi người, và cái chiếc Vario 110 độ dưới đây dẫn chứng cụ thể. Mang trên mình một bộ áo đỏ làm chủ đạo phối hợp cùng với cái dàn chân được sơn bạc nổi bật nên một cái tổng thể rất là đậm chất thể thao và cá tính. Vẻ ngoài chiếc xe gần như là không có sự can thiệp quá nhiều, thêm thắt một số chi tiết nhỏ ở cái dàn đầu với bộ ốp chữ V màu bạc là từ phụ kiện đồ chơi chính hãng của Honda dành cho cái dòng Vario ở trường Indo. Cái cụm phanh trước được nâng cấp với heo của Rambo, đĩa của Gaffer qua dàn ốc rồ tì nó bật. Cặp lớp của chiếc xe được thay đổi bằng cái vỏ Michelin Broadsheet. Cái thảm lót chân của chiếc Vario nổi bật mang thiết kế thể thao hơn. Điểm nhấn bản độ này chính là trang bị phục Colin hàng hiệu ở phía sau. Em nói thật là nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là chi tiết. Nhớ like, share, subscribe.